Xin kính chào quý bà con, chị các bạn đang xem kênh. Thì sáng hôm nay là thứ 3 ngày 23 tháng 4 năm 2024, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua lệnh giới mất thái vào buổi sáng hôm nay tại khu vực miền Tây, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên. Chào quý bà con, quý chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giới mất thì mình còn có làm thêm những clip cập nhật giá cả của một số bất động sản khác trên kênh. Kính thưa quý bà con, quý bác anh chị các bạn, thì tình hình mít thái trong thời gian khoảng 1-2 ngày trở lại đây thì giá mít đang có chiều hướng đang đi ngang, với mức giá thì cũng khá là thấp so với những tuần trước nhé bà con. Hiện nay thì đang ở mức khá là thấp trong thời gian khoảng 1-2 ngày trở lại đây so với những tuần trước thì giá xuống thấp nhất. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì giá sẽ ổn định và sẽ tăng thật là mạnh trở lại. Khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang thì mít cam lớn dao động ở mức từ 12.000 cái gì là 9.000, và mít cam ba dao động ở mức từ 3.000. Chợ hiện nay tại khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang thì thương lái đang mua chợ với cái động từ 2.000. Tại khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang, khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An hiện nay thì mít cam lớn dao động ở mức từ 13.000, cái gì là 10.000, cam ba dao động từ 4.000, hàng gớt lớn hàng C dao động ở mức từ 7.000. Chợ hiện nay tại khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An thì thương lái đang mua chợ với cái đồng từ 2-3 ngàn. Khu vực Tiền Giang thì mít kem lớn dao động từ 14.000, kem nhì là 11.000, và mít kem 3 dao động mức từ 5.000. Chợ hiện nay tại khu vực Tiền Giang thì thương lái đang mua chợ với cái đồng từ 3.000. Giá mít ở khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng cao hơn những khu vực khác. Khu vực Tiền Giang thì tập trung rất là nhiều giữa mít. Còn khu vực miền Đông, ở khu vực miền Đông hiện nay như khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, khu vực Vũng Tàu, khu vực miền Đông hiện nay thì mít kem lớn dao động ở mức từ 6.000, kem nhì là 4.000, và mít kem 3 dao động ở mức từ 2.000. Chợ hiện nay tại khu vực miền Đông thì thương lái đang mua chợ với cái đồng từ 1-2.000 tại khu vực miền Đông. Còn ở khu vực Tây Nguyên hiện nay thì mít kem lớn đang dao động ở mức từ 5.000, kem nhì là 3.000, và mít kem 3 dao động ở mức từ 2.000. Chợ hiện nay tại khu vực Tây Nguyên thì thương lái đang mua chợ với cái đồng từ 1.000 tại khu vực Tây Nguyên. Ngoài ra thì tình hình mít thái cũng còn chênh lệch tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vườn mít, tùy theo từng tuyến đường vận chuyển xa gần, và thương lái mua chênh lệch lên xuống là từ 500 đến 1.000 tùy theo từng nơi, tùy theo từng vườn, tùy theo từng tuyến đường vận chuyển khác nhau.